Mình bỏ mì lên luôn nha mọi người. Mình bỏ mì lên luôn ha. Nope. Xào đây mọi người, có mì của mình chuẩn bị sẵn đây mọi người, có trái cà đây nè, thì là mình sẽ làm mì xào trên cái miếng cà tàu nha mọi người. Đây. Để cho cái miếng cà tàu của mình nó nóng lên á, cái mình cho dầu lên nha mọi người, cảm thấy nó cũng gần nóng rồi đó. Cho nó nóng lên cái mình bỏ dầu lên, cái mình bỏ bỏ tỏi lên. Đây. Bỏ lên luôn. Bỏ mì lên luôn nha mọi người. Mình bỏ mì lên luôn ha. Nope. À, nổ luôn rồi mọi người. Vậy nó không sao, chơi luôn, còn nửa miếng chơi nửa miếng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mì lên nha mọi người, bể còn nửa miếng. Để bể còn nửa miếng ra là thể tích diện tích nó để rất là nhỏ nha mọi người, nhưng mà để khó để lên. Mình sẽ nêm nếm nó đây, thấy cái nắm ngón tay, thấy cái bọc dầu mì này mình nêm nha. Chắc cái cà này mình bỏ lên luôn nha mọi người, cho nó có đầy đủ hương vị luôn. Ồ, rất luôn. Do là kinh phí mình hơi bị eo hẹp ra, mình làm cà chua luôn nha mọi người, không có được xịn xịn sò, mình mới đem theo cái yếu xích chơi luôn nha mọi người. Bỏ cái xích luôn. Chơi này là của em mình lấy này cắt. Xin chào tất cả các bạn, xin mọi người nha. Đây, sao mà hồi nãy giờ mình rửa gạch rồi mình nấu mì mình này kia xong rồi cũng đã hoàn thành cái món ăn gọi là mì nấu trên miếng cà tàu nha mọi người. Chung là nãy mình có một cái công đoạn rồi mình bắt cái miếng cà tàu lên nè, mình làm nấu cho nó nóng, đổ dầu lên nè. Dầu của nó nóng quá cái mức độ mà nó nứt cái miếng gạch đó mọi người, nó nổ bốc cái bay miếng gạch luôn. Mình có đoạn đó nãy mình có quay dính lại cho mọi người xem đó. Nó bay lên quá, chung là nó ghê đó mọi người, xem trúng đầu cái là nó không bay vô mình chứ nó bay vô mình trúng chặn cái đầu của là chết luôn mọi người. Nó bay còn có nửa miếng rồi mà không. Rồi hôm nay mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem nha. Đây là mình làm đây là cái hai gói mì đó nha mọi người. Này, mình có sắc cà chua để vô, do là kinh phí mình hiện tại nó đang tạm hết nha mọi người, nên mình làm cái món kiểu nó sóc độc là cho mọi người xem nha. Rồi mình mời mọi người thưởng thức cho mình thử nha. Có xúc xích nữa, có cà bỏ vô. Mình mời mọi người nha. Muốn ăn mì xào trên gạch tàu nha mọi người.
ăn cũng khá là được, ăn cái mức độ tệ. Rồi thử miếng xúc xích nha mọi người, xúc xích của em mình đó, mình là cắt của nó. Cũng khá là im. Nhà tàu này mình rửa sạch sẽ rồi, mình rửa sạch sẽ rồi chứ không phải mình để cho nó dơ như mọi người. Không cả ít clip mọi người xem quá, coi mình chậm từ sức thôi mọi người, như là người sức ít từ sức thôi. Dạ, tích clip cho mọi người xem. Dạ, kênh mình nó cũng đã sắc sảo như ta. Chung là cái món này ăn được, ăn có độ tệ. Rồi, mời mọi người mới thịt chua với mình nha. Mình nấu này 2 gói rồi, nó khá là nhiều. Ok, chúng mình trời hiện tại giờ trời nó vừa tạnh mưa nha mọi người, chúng mình sáng giờ mưa lắm, mưa giờ nó vừa tạnh mưa mình mới ra mình quay cho mọi người xem, chứ mưa quá trời mưa. Mình tầm tả rồi, sáng giờ mưa quá trời mưa luôn. Thường thường mọi người thì mình ăn chung là ăn có gói một à, này này ăn 2 gói này sao mà hôm nay ăn hết, tôi ăn hơn gần hết 2 gói luôn nè mọi người. Này á, này phải có nước chấm ăn cũng ngon. Này mình không có nước chấm nhưng mà cái này mình làm gia vị nó cũng như nó cũng đầy đủ rồi mọi người, cho nên là mình khỏi làm nước chấm luôn, ăn cũng khá là im. Như mình không có tiền mọi người, mình làm mấy cái này kia bể bạ cho mọi người xem cho nó vui, chứ mình có tiền rồi mình sẽ làm cái món mà cái siêu to cộng rồ, những món mà đặc sắc hơn cho mọi người xem. Hiện tại giờ kinh phí mình nó đang eo hẹp nè, dính dính dưới đây nè mọi người, dính dính dưới đây ăn cũng khá là ngon lắm nha mọi người. Này dính dính nè ha, mình thử lên á, vừa ăn luôn mọi người ơi. Dính là ăn này vừa ăn cạo vừa ăn, mấy cái dính nè dính cạo rồi lên là bao ngon. Nay mình dắt đồ ra cho nó ăn nha mọi người. Ăn con. Ăn đứng gì mà kỳ vậy? Ăn này nè con. Nè, đồ nhát quá à, mọi người ơi. Nè ăn này con. Nó không ăn giờ nó nhát quá. Ăn dân cỡ trời ăn con. Rồi giờ mình kết thúc video nha mọi người. Chào mọi người nha. Lô mình nhát quá. Chào mọi người nha.